Xin chào toàn thể anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày mai đây em sẽ thanh lý cho em rất là nhiều, đấy khoảng gần chục kiện khách hàng bom hàng. Bên em sẽ thanh lý giảm giá cho em một mức giá cực kỳ là tốt cho anh em nhé. Đây, những chiếc mic này, những con vang này, những chiếc quản lý nguồn này, đấy, giá rất là tốt cho em ngày hôm nay. Thế anh em theo dõi video ủng hộ Thế Anh Audio, hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Thì đây, sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu cho anh em này, một con vang đến từ thương hiệu LS Acoustic, phiên bản là size dày, size 1.5U, có mã là K999, một dòng vang cực kỳ hay nhá. Con này là dòng vang cơ đa số với cái màn hình rất là lớn ở giữa đây. Đấy, và đây anh em thấy rất là chỉnh chi tiết bên này nhá. Bát chung và chép của Echo này, bát chung và chép của mic này, bát chung và chép của nhạc này, có repeat, delay và reverb cho anh em. Thì bên này có ba lúm bạn chính này, chỉnh Echo này, chỉnh mic này, chỉnh nhạc này. Con này em đã có tất cả, đã có video giới thiệu chi tiết con này trên kênh Thế Anh Audio rồi. Anh em đều biết nhá, anh em có thể theo dõi lại video. Em chỉ nói qua ngày hôm nay thôi, sau đó cho anh em một mức giá cực kỳ là tốt. Đây, và đằng sau của nó đây ạ. Đằng sau của chiếc vang này thì anh em thấy có 6 đường ao ra nhá. Đấy, có 6 đường ao như một con vang số luôn. 6 đường ao, 2 đường ao chính này. Đấy, 2 đường surround này, một đường center, 1 đường sub. Đấy, đường vào thì có Bluetooth, có cổng quang. Đấy, có các đường hoa sen AUX 1, AUX 2. Đấy, rất là chất lượng nhá. Và hôm nay có một con hoàng duy nhất. Đấy, vẫn còn dây rắc đây. Bên em gửi hàng, bên em sẽ giá, bên em sẽ bao ship và tặng dây rắc cho anh em. Ví dụ như dây này kết nối âm đi này, em sẽ tặng cho em đầy đủ, anh em cứ về nhà kết nối thôi. Trong đây sẽ có dây nguồn này, có điều khiển từ xa này, có pin. Đấy, đầy đủ cho anh em nhá. Đấy, và ngày hôm nay có một con duy nhất sẽ giảm giá cho anh em nhá. Giá cực kỳ là tốt, vẫn sẽ bao ship, tặng dây rắc và bảo hành 1 năm. Giá hôm nay bên em xả cho anh em này chỉ có 1.200.000. Đấy, 1.200.000 nhá, giá rất là tốt. Anh em mua hàng nhắn tin số em, chốt vàng K99 có một con duy nhất, 1.200.000. Đấy, bao ship tặng dây rắc cho anh em. Anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, hàng sẽ được bảo hành cho em 1 năm. Đấy, rất là chất lượng cho anh em nhá. Đấy, tất cả đây những cái hàng thanh lý thì em sẽ xả giá rất là rẻ cho anh em. Một con vang dày cơ lai số 6 đường ao mà chỉ có 1.200.000, còn bao ship và tặng dây rắc kết nối cho anh em. Đấy, giá rất là tốt cho anh em. Tiếp tục nha, sản phẩm tiếp theo đây. Một con quản lý nguồn Adni. Đấy, một con quản lý nguồn có lọc nguồn đến từ thương hiệu Adni nhá. Con này cũng là bị bom này. Đấy, lắp nó hơi bị méo một chút, em đã vừa tháo ra rồi. Thì bom em sẽ xả rẻ cho anh em luôn. Đây, con này có 10 cổng ao, 10 đường ổ cắm này, 2 ổ cắm đằng trước và 8 ổ cắm đằng sau. Tất cả các ổ cắm đều có lọc nguồn. Ngoài các dơ le ra đều có các cuộn lọc nguồn, cũng như là tụ lọc nguồn điện vào điện ra đầy đủ cho anh em. Đấy, có át chống cháy chập cực kỳ là hay ạ, AC63. Đấy, cắm đảm bảo cho anh em chịu tải rất là lớn nhá. Chịu tải lớn và rất độ nhạy rất là cao. Khi mà xảy ra sự cố mo ve cháy chập thì át nó sẽ nhảy này. Đấy, át nhảy đảm bảo tất cả các thiết bị điện anh em đấu ở đây được an toàn. Đấy, chức năng của nó sẽ có bật tắt từng cổng, anh em thích bật cổng nào và tắt cổng nào đều được. Cũng như là khi anh em tắt này, đấy, tắt thì nó sẽ tắt từ cổng 8 đến cổng 1, bật lên sẽ từ bật cổng 1 đến cổng 8, đầy đủ cho anh em nhé. Và tất cả các ổ cắm đều là các lá đồng. Đây, các lá đồng đảm bảo cắm cực kỳ là chặt. Đấy, 8 ổ cắm đằng sau từ CS8 đây, CS8, CS1, đầy đủ cho anh em, rất là chất lượng. Và hôm nay có một con duy nhất xả cho anh em 1.200.000, bên em bao ship cho anh em. Ok chưa, mua hàng anh em nhắn tin số em, chốt quản lý nguồn A8 chỉ có 1.200.000, bao ship cho anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đấy, hàng dòng quản lý nguồn 10 ổ cắm và có lọc nguồn, tất cả các ổ cắm đều là chân cắm đồng, có lọc nguồn, có dơ le, rất là chất lượng cho anh em nhé. Đấy, và tất cả các phím này bật tắt là phím mềm, có sáng đèn, rất là chất lượng, chỉ có 1.200.000, bên em bao ship cho em, anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Ok chưa? Đấy, giá rất là tốt cho em ngày hôm nay, rất là tốt cho anh em nhé. Tiếp tục đây, sản phẩm tiếp theo giới thiệu cho anh em đây. Một bộ mic đến từ thương hiệu Sennheiser. Đấy, có mã là SKM9000. Mà dòng mic này em bán rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Với thiết kế rất là đẹp, hai quai sách hai bên này. Hai quai sách nhá. Cái màn hình kênh A, kênh B riêng biệt, núm vặn volume, chỉnh tần số ở đây. Đầy đủ cho em. Và đằng sau đây ạ. Đằng sau của nó có đường ca lông, có đường 6 ly và anten rời.
Đấy, anh em thấy thiết kế rất là đẹp này, che đi tất cả cái này, anh em cắm vào nó không bị gãy cái rắc, rất là chất lượng nhá. Đây, thò thụt vào một chút, cực kỳ là chất lượng cho anh em. Đấy, và tay mic của nó đây, hàng còn mới nguyên hộp, anh em bom hàng. Tay mic của nó là tay mic thiết kế rút nhá. Đây, em đã mở ra cho anh em. Đây, thiết kế rút, bấm vào thiết rút, rất là chất lượng cho anh em, nhìn cực kỳ là chuyên nghiệp. Sennheiser. Đấy, ok chưa, rút thì anh em chỉ cần đây, bóp ấn vào đây, bóp vào đây nhá, bóp hai cái này, rút ra là xong, rất là chất lượng cho anh em nhá. Dòng thiết kế rút đây, anh em nhìn này. Đấy, và những bộ mic này thì ngoài thị trường bán rất là đắt. Đấy, bán cực kỳ là đắt, phải 2 triệu, 2 triệu 2. Nhưng ngày hôm nay nhá, còn một bộ duy nhất giảm giá cho anh em, chỉ có 1.700.000. Bên em bao ship cho anh em đi nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, ok chưa. Chỉ có 1.700.000 anh em sở hữu một con mic Sennheiser SKM-9000, cực kỳ chất lượng. Dòng mic tay kim loại, tay rút, rất là chất lượng cho anh em nhá. Hàng sẽ được bảo hành 1 năm, anh em yên tâm sử dụng. Con này anh em đi làm sự kiện dạp cưới kẹo kéo bao cho anh em ok. Sóng rất là xa, từ 60 đến 70 mét, cực kỳ chất lượng cho anh em. Đấy, tay mic đây, tay mic thiết kế rất là đẹp, rất là đẹp, và tay mic rút rất là đẹp cho anh em nhá. Đấy, và tiếp tục đây, tiếp tục có một hai con vang ZGM và một con vang vang số. Đấy, vang số, một con vang số K300, K3000 và hai con vang ZGM. Con này là dọn kho thanh lý cho anh em, dọn kho thanh lý giá rất là rẻ nhá. Con này có con vang số này thì anh em đều biết rồi. Đây, TV Plus. Đây, em sẽ giới thiệu sau nhá. Giới thiệu trước hai con ZGM này. Con này là có echo và dì vợt riêng biệt. Đấy, một dòng vàng này cực kỳ đắt, tem chính hãng của ZGM. Con này mới thì bán khoảng hơn 2 triệu, rất là đắt nhá. Đấy, anh em chỉ cần search cái tên này, search cái hãng này là ra giá rất là rẻ cho anh em ngày hôm nay. Đấy, con này có 4 cần gạt, chỉnh mic này, tăng giảm của nhạc này, tăng giảm của mic này, tăng giảm effect, mà đây là chỉnh cổng kết nối. Đấy, rất là chất lượng con này. Đây, có lao này, còn là bass này, trung thấp, trung cao này, chép này, rất là chất lượng cho anh em nhé. Rất ít dòng nó chia chi tiết trung thấp trung cao như này, nhưng con này chia cho anh em trung thấp trung cao rất là chi tiết. Đằng sau của nó thì có đầy đủ cổng quang Bluetooth. Đây, có cổng quang Bluetooth đầy đủ cho anh em. Nói chung là rất là chất lượng dòng vang này, thanh lý giá rẻ cho anh em nhé. Chỉ có 1.150.000, bên em bao ship cho anh em, ok chưa. 1.150.000 bao ship, tặng dây jack kết nối, nhận hàng em kiểm tra thanh toán. Dám khẳng định em không hay không trả lại với anh audio. Đấy, không hay trả lại em nhá. Giá rất là tốt, 1.150.000, giá rất là tốt cho anh em nhá. Đây, còn một con vang số này. Đấy, vang số này bị màn hình, chắc là vận chuyển nó bị ấy này, nó lệch màn hình này. Đấy, anh em test màn hình nó vẫn lên, cái kính này nó bị lệch thôi. Đấy, test vẫn lên, tiếng nhạc ra vẫn ok cho anh em nhá. Bán rẻ cho anh em. Đây, bán con này rẻ 850.000 nhá. Con vang số này mua hàng nhắn tin chốt cầm cực kỳ lặng, chốt vang K3000 chỉ có 850.000 bao ship, tặng dây jack kết nối cho anh em. Đấy, rất là tốt nhá, rất là ok cho anh em, rất nhiều các mặt hàng. Đấy, ngoài ra thì đây có mic BBS nhá. BBS Nô này vừa mới về, giá cực kỳ là tốt. Những bộ BBS S550GS. Đấy, dòng đây, mạch tím chất lượng. Mạch tím cực kỳ chất lượng nhá. Đằng sau thì có đầy đủ đây, có hai bằng kênh A kênh B riêng biệt, cũng như kênh AB cộng vào đây, hoặc là anten rời. Sóng BBS thì anh em yên tâm, đảm bảo cho em 100m, ok nhá. Và những tay mic cực kỳ chất lượng đây. Dòng này dòng coi neo đuôi chuột. Đấy, coi neo đuôi chuột, tất cả là em đã thay cho anh em, làm cái kẹp pin này còn nguyên. Đấy, dọ là dọ thay mới hoàn toàn, rất là chất lượng nhá. Chỉ có 1.950.000, bên em bao ship cho anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán. Mua hàng nhắn tin số điện thoại em nhé. 1.950.000, chốt BBS 550GS, giá cực kỳ là tốt. Thì anh em theo dõi video, ủng hộ Thế Nhau Audio hoan hỉ, cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau Audio ạ. Xin cảm ơn anh em.